Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Vâng, xin chào hết thảy quý tớ con của Chúa. Chúng ta sung sướng khi chúng ta được ở trong nhà Chúa để chúng ta thờ phượng Ngài. Và chúng ta cũng sung sướng khi chúng ta được học hỏi lời của Chúa. Alleluia. Quý vị sẵn sàng nghe lời Chúa chưa? Vâng, chúng ta mở ra. Trong sách Phi-e-rơ thứ nhất, đoạn 4. Phi-e-rơ nhất đoạn 4, chúng ta sẽ đọc từ câu số 1 cho đến câu số 6 và câu số 12 cho đến câu số 19. Xin chúng ta cùng đứng lên và chúng ta đọc lời của Chúa. Chúng ta sẽ đọc theo bản dịch truyền thống. Ở đây có ai có những bản dịch truyền thống xin đưa tay lên. Ồ, vâng, vậy chắc chưa tới một nửa. Nhưng mà nếu những người nào có bản dịch hiện đại đó, bản dịch hiện đại đó thì nó cũng gần giống như vậy. Bản dịch hiểu đến cũng giống như vậy. Rồi chúng ta cùng đọc chung nha. Vậy vì Đấng Christ đã chịu khổ trong xác thịt, thì anh em cũng phải lấy ý đó làm giáp trụ. Vì người nào đã chịu khổ trong xác thịt thì đã dứt khỏi tội lỗi. Hầu cho còn sống trong xác thịt bao lâu thì chớ lại theo những sự người ta ưa thích. Một phải theo ý muốn Đức Chúa Trời. Ngày trước cũng đã đủ làm theo ý muốn người ngoại đạo rồi, mà ăn ở theo tà tịch, tư dục, say rượu, ăn uống quá độ, chơi bời và thờ hình tượng đáng gớm ghiếc. Họ thấy anh em chẳng cùng họ theo sự dâm dật bậy bạ ấy thì họ lấy làm lạ và giận chê. Nhưng họ sẽ khai trình với Đấng đã sẵn sàng xét đoán kẻ sống và kẻ chết. Vì ấy bởi điều đó mà tin lành cũng đã giảng ra cho kẻ chết. Hầu cho sau khi chịu xét đoán theo loài người về phần xác, thì họ được sống theo Đức Chúa Trời về phần hồn. Chúng ta đọc tiếp câu số 12 trở đi. Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu thì hãy vui mừng bấy nhiêu. Cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót. Ví bằng anh em vì cớ danh Đấng Christ chịu sỉ nhục thì anh em có phước, vì sự vinh hiển và thánh linh của Đức Chúa Trời đậu trên anh em. Trong anh em chớ có ai chịu khổ như kẻ giết người, như kẻ trộm cướp, như kẻ hung ác, như kẻ thầy lay việc người khác. Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ thì đừng hổ thẹn, thà hãy vì danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn. Vì thời kỳ đã đến là khi sự phán xét sẽ khởi từ nhà Đức Chúa Trời. Nếu khởi từ chúng ta thì sự cuối cùng của những kẻ chẳng vâng theo tin lành Đức Chúa Trời sẽ ra thế nào? Lại nếu người công bình còn khó được rỗi thì những kẻ nghịch đạo và có tội sẽ trở nên thế nào? Vậy những kẻ chịu khổ theo ý muốn Đức Chúa Trời, hãy cứ làm lành mà phó linh hồn mình cho Đấng tạo hóa thành tín. Amen. Xin chúng ta đọc lại câu số 12, câu số 13 và câu số 14. Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu. Hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót. Ví bằng anh em vì cớ danh Đấng Christ chịu sỉ nhục, thì anh em có phước, vì sự vinh hiển và thánh linh của Đức Chúa Trời đậu trên anh em. Xin cúi đầu tôi xin phép được cầu nguyện trước khi chia sẻ lời Chúa. Cha kính yêu của chúng con cảm ơn Cha, vì chúng con được ở dưới chân Chúa để chúng con được học hỏi lời của Ngài. Giờ này con giao phó, thì giờ chúng con ở dưới chân Chúa. Nguyện thánh linh của Chúa Ngài soi dẫn chúng con trong lời của Chúa, khắc ghi lời của Ngài vào trí và mỗi lòng của chúng con, và phán dạy đời sống của mỗi chúng con. Và rồi đời sống chúng con được bước đi trong ý muốn tốt lành của Cha. Và vì có Chúa, vì có danh của Ngài, mà chúng con sẵn sàng bước đi, sẵn sàng ở trong sự chịu khổ vì có danh của Chúa nữa. Hầu cho danh Đức Christ được bày tỏ qua đời sống của mỗi chúng con. Cha ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Xin sức dầu trên chính mình con, xin sức dầu trên hết thảy các tớ con của Chúa buổi sáng mai hôm nay, và cho chúng con nhận lãnh lời rễ ma là sự sống từ nơi chính Chúa. Cha ơi, chúng con cảm ơn Ngài, chúng con biết ơn Cha, và chúng con hiệp chung cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Xin hết thảy chúng ta cùng ngồi. Tôi xin đọc lại trong cái câu số 1 như vậy. Vậy vì Đấng Christ đã chịu khổ trong xác thịt, thì anh em cũng phải lấy ý đó làm giáp trụ. Vì người nào đã chịu khổ trong xác thịt thì đã dứt khỏi tội lỗi. Ở trong câu kinh thánh này thì nói đến hai lần cái chữ chịu khổ trong xác thịt. Cho nên tôi xin phép lấy cái những cái chữ này để làm đề tài cho buổi sáng mai hôm nay. Chịu khổ trong xác thịt. Xin quý vị nói lớn lên, chịu khổ trong xác thịt. Vâng, cảm ơn Chúa. Chúng ta sẽ suy gẫm đến ba điều ở tại nơi đây. Chúng ta sẽ hiểu được ý nghĩa và lý do của người chịu khổ trong xác thịt. Cái thể hiện của người chịu khổ trong xác thịt và phước hạnh của người chịu khổ trong xác thịt. Chịu khổ trong xác thịt nghĩa là gì đây? Cái từ chịu khổ có nghĩa là gì? Đó là chịu đựng những khổ đau. Sáng mai hôm nay đó, tôi tới chú mục sư Đỗ Văn Thông. Ông có nói rằng chúng ta đến đây và chúng ta được ở trong một cái căn phòng như vậy. Rồi có ghế ngồi êm, có tấm thảm trải rất là êm để chúng ta có thể nhóm lại. Và đây là cái điều mơ ước của nhiều tôi tớ của Chúa, con dân của Chúa trong những năm tháng qua. Amen không quý vị? Nhưng mà khi nói đến điều này, suy gẫm đến điều này thì tôi nghĩ đến vài mươi năm trước, ba mươi mấy năm trước, không được như vậy đâu. Mà nó gọi là tệ hơn như vậy rất là nhiều. Và lúc bây giờ thì những người đi theo Chúa và sẵn sàng để trả giá bước đi theo sự kêu gọi của Chúa, để nhóm lại, để thờ phượng, để tìm kiếm học hỏi lời của Đức Chúa Trời, thì họ phải nhóm ở trong những cái chỗ rất là tồi tàn. Có những cái căn nhà mà không có ghế để ngồi, có những cái căn nhà mà không có thảm để trải, không có cái gì để trải, và thậm chí nó chỉ là một cái nền đất mà thôi. Và có những cái chỗ đó thì phải nhóm bờ, nhóm bụi. Mấy năm mươi năm trước thì tôi cũng đã kinh nghiệm điều này, chắc là nhiều tôi tớ Chúa cũng đã kinh nghiệm điều này. Bởi vì sao? Không có chỗ nhóm. Và mỗi lần nhóm đó thì đâu có được nhóm vào trong nhà. Bởi vì trong nhà đó thì gia đình chưa tin Chúa, họ sẵn sàng, họ dâng cái chỗ để nhóm. Nhưng mà không có một cái chỗ nào để có thể nhóm được, bởi vì gia đình chống đối bắt bớ. Và tôi nhớ rằng chúng tôi phải đi ra ngoài cái bụi cà phê và che tạm dưới đó để nhóm một thời gian lâu như vậy. Và ở tại thành phố thì tôi thấy rằng khi mà xuống dưới đây nhóm cũng vậy, có nhiều chỗ phải đi ra ngoài công viên để nhóm, đi kiếm những chỗ này chỗ kia để nhóm lại. Và tôi thấy rằng đúng, theo Chúa, với một cái tấm lòng yêu Chúa, khát khao Chúa, thờ phượng Chúa thì phải chịu khổ. Cái chịu khổ này là cái chịu khổ ở trong cái xác thịt của mình. Rồi bước đi phục vụ Chúa cũng vậy. Nhiều tôi tới Chúa, phục vụ Chúa mà phải lặn lội từ chỗ này đến chỗ kia, xe cộ thì không có. Tôi nhớ là trước kia tôi cũng vậy. Khi tôi đi phục vụ Chúa thì tôi không có xe. Có một cái chiếc xe đạp của người chị bên vợ, tôi mượn chiếc xe đạp đó đi mấy năm trường. Và cũng đi nhiều cái số nữa. Nhưng mà cảm ơn Chúa, bằng lòng với Chúa. Hallelujah. Khi tôi nhìn lại và đọc lời của Đức Chúa Trời thì tôi thấy, ồ cảm ơn Chúa, cái sự chịu khổ của mình nó không đáng giá chi hết. Bà Catherine của mình, bà cũng nói, ồ cái sự chịu khổ của chúng ta so với cái sự chịu khổ của Chúa Jesus Christ thì không có xứng đáng gì cả. Và rồi tại lời của Đức Chúa Trời cho chúng ta biết, Chúa Jesus Christ của chúng ta, Ngài đã chịu nhiều cái sự khổ đau ở trong phần thể xác của Ngài. Chúa Giêsu vui hưởng nước trời. Chúa Giêsu ở tại nước trời thì Ngài rất là sung sướng ở tại nơi đó. Nhưng Ngài bằng lòng. Ngài bằng lòng vì cái gì? Vì cái loài người của chúng ta. Vì cái sự bất tuân, cái sự gian ác của loài người chúng ta, mà Chúa Giêsu bằng lòng Ngài đến trần thế này để Ngài chịu khổ trong cái thể xác của Ngài. Và trong Ê-sai đoạn 53 câu số 3 cho chúng ta biết như vậy. Người đã bị người ta khinh dễ và chán bỏ, rồi từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem. Chúa Giêsu bị những lần roi, lần đòn, bị mắng giết, bị bắt bớ, bị sỉ vả, bị
thương tích. Ngài bị tất cả những điều đó vì cớ loài người của chúng ta ngày hôm nay. Vì cớ Ngài muốn cứu chuộc loài người của chúng ta, cho nên Ngài sẵn sàng chịu khổ về phần thể xác của Ngài. Hay nói cách khác là chịu khổ trong xác thịt. Và cảm ơn Chúa, ngày hôm nay chúng ta là những người con dân của Chúa, là những người đã được hưởng sự cứu chuộc của Chúa. Ngày hôm nay chúng ta cũng noi theo dấu chân của Chúa. Cho nên phía ra nhất đoạn 2 câu số 21 chép như vậy: anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Những người nào muốn noi theo dấu chân của Chúa Giêsu á, thì người đó cũng sẵn sàng chịu khổ trong xác thịt. Amen không quý vị? Quý mạng chị em có muốn giống như Chúa Giêsu không? Vâng, cảm ơn Chúa. Nếu muốn giống Chúa Giêsu thì chúng ta hãy công bố cùng với Chúa Giêsu của chúng ta. Phao-lô ông đã công bố ở trong Galati đoạn 2 câu số 20. Quý vị nhớ câu kinh thánh này phải không ạ? Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ. Cái người mà bằng lòng để mình chịu đóng đinh cái con người cũ của mình ấy, cái con người xác thịt của mình ấy, thì cái người đó mới thuộc về Giêsu đấy. Thì cái người đó mới giống như Chúa Giêsu đấy. Cho nên đọc lại câu kinh thánh này: tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, Đấng đã yêu thương tôi và phó chính mình Ngài. Vâng, quý mạng chị em, chịu khổ trong xác thịt, nó sung sướng, nó vui hay là nó buồn? Nó vui mừng nó hay là nó đau khổ? Nó khổ đau. Thực ra cái xác thịt của chúng ta thì đòi hỏi những cái sự sung sướng. Cái xác thịt của chúng ta này nó không có chịu khổ đâu. Ai cũng muốn sướng hết á. Quý vị amen không à? Ai cũng muốn là có nhà cao cửa đẹp, có nệm êm, chăn ấm. Xe cộ thì đi là muốn cái xe thiệt xịn. Quý vị amen không à? Cái xác thịt của mình nó không có muốn chịu cái sự đau khổ nào hết. Nhưng mà cái người thuộc về Chúa Giêsu Christ hãy hiểu trong cái sự chịu khổ đối với Chúa thế nào, để chúng ta có thể bằng lòng giữa chúng ta với Chúa hay không. Vì chúng ta biết về cái ý nghĩa của nó. Bây giờ cái lý do nào mà Chúa bảo chúng ta phải chịu khổ trong xác thịt đấy? Ở trong câu số 2 phần B và câu số 19 chép như vậy: hầu cho còn sống trong xác thịt bao lâu thì chớ lại theo những sự người ta ưa thích. Một, phải theo ý muốn Đức Chúa Trời. Vậy những kẻ chịu khổ theo ý muốn Đức Chúa Trời hãy cứ làm lành mà phó linh hồn mình cho Đấng tạo hóa thành tín. Vậy hai câu kinh thánh này cho chúng ta biết rằng sở dĩ mà chúng ta chịu khổ trong xác thịt bởi vì đây là ý muốn của Chúa. Ý muốn của Chúa là Chúa muốn cho chúng ta sẵn sàng chịu khổ ở trong xác thịt của chúng ta. Xác thịt thì có những điều ưa muốn của xác thịt. Những điều ưa muốn của xác thịt là gì? À, lát nữa chúng ta sẽ suy gẫm đến điều này. Nhưng mà chúng ta hãy biết rằng Chúa muốn cho chúng ta chịu khổ về phần xác thịt của chúng ta. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, trong câu số 14 phần A chép như vậy: ví bằng anh em vì cớ danh Đấng Christ chịu sỉ nhục. Lý do thứ hai là danh của Chúa. Vì cái danh của Chúa. Và chúng ta biết rằng danh Giêsu là danh trên hết mọi danh. Và ngày hôm nay chúng ta rất là cần đến danh của Ngài. Bởi vì danh Chúa mà ma quỷ nó phải trốn chạy. Bởi vì danh Chúa mà ma quỷ nó phải chịu thuận phục. Bởi vì danh Giêsu mà bệnh tật nó phải thối lui. Bởi vì danh Giêsu thì mọi đầu gối trên trời dưới đất, bên dưới đất phải thì quỳ xuống. Họ lại lui ra. Chúng ta chịu khổ là bởi vì cái danh của Ngài đã được tôn cao. Danh của Chúa đã được vang ra rồi, khắp đất, khắp thế giới, khắp cõi vũ trụ này rồi. Và vì cớ danh của Chúa cho nên chúng ta sẵn sàng chịu khổ. Chúng ta đang nhờ cậy nơi danh của Ngài.
bước đi trong danh của Ngài. Khi đuổi quỷ thì cũng nhờ danh của Chúa. Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta phải nhờ danh của Chúa Giê-xu. Khi chúng ta chữa lành cho người khác thì chúng ta cũng nhờ danh của Chúa Giê-xu. Hallelujah. Hallelujah. Cho nên có hai cái lý do mà chúng ta sẵn sàng chịu khổ. Đó là bởi vì đây là ý muốn của Chúa cho chúng ta. Và chúng ta biết rằng ý muốn của Chúa luôn luôn là tốt lành cho đời sống của chúng ta. Chúa muốn cho chúng ta điều gì đó thì đó là cái ý chỉ tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Chúa cho chúng ta. Hallelujah. Và cái điểm thứ hai đó là vì cớ danh của Chúa. Cớ danh của Chúa mà chúng ta cũng sẵn sàng chịu cái sự sỉ nhục. Vì cớ danh Chúa Giê-xu mà chúng ta chịu những cái điều mà người ta sẽ nói với chúng ta đấy. Lát nữa chúng ta cũng tiếp tục suy nghĩ điều đó. Cho nên điều thứ nhất, chúng ta hiểu biết về ý muốn của Chúa và cái lý do mà chúng ta chịu khổ trong xác thịt này. Điểm thứ hai, chúng ta suy gẫm ở đây. Cái thể hiện hay là cái biểu hiện của cái người sống trong xác thịt là thế nào? Điều thứ nhất mà chúng ta nhìn biết ở tại nơi đây, thứ nhất là không làm những việc trước kia đã phạm. Trong câu số 1, Chúa cho chúng ta biết đấy. Vì ngày nào đã chịu khổ trong xác thịt thì đã dứt khỏi tội lỗi. Vì người nào đã chịu khổ trong xác thịt thì đã dứt khỏi tội lỗi. Đã dứt khỏi tội lỗi. Dứt khỏi chưa quý ông bà anh chị em? Dứt chưa? Dứt điểm chưa? Có những cái tội mà ngày xưa nó còn vương vấn, bây giờ nó dứt điểm chưa? Chặt đứt nó chưa? À, lâu lâu nó lòi ra mình chặt đẹp nó đi. Quý vị, lần trước tôi chia sẻ, tôi có nói đến quý vị một cái hình ảnh mà dễ ấn tượng lắm. Cái con rùa đó quý vị nhớ không? À, cái con rùa đó làm sao mà làm thịt nó được? Trong khi nó cứ thụt đầu vô, làm sao nắm đầu nó ra để cắt tiết nó đây? Quý vị chọt cái phía sau á. Quý vị chọt cái phía sau, cái nó lò cái đầu ra, chặt đẹp nó luôn. Trong đời sống của chúng ta cũng như vậy á. Đôi khi mình thấy mình ô hãnh diện lắm, bởi vì mình đã dứt những cái điều này điều kia rồi, tội lỗi vương vấn không còn nữa. Nhưng mà lâu lâu á, không, có người á, chọt cái, chọt bên hông phía sau gì đó, cái chừng nó lòi ra. Bình thường thì không có gì nha. Bình thường thì nói năng rất là ngon lành, nói năng rất là tế nhị, rất là yêu thương. Nhưng mà tự nhiên đung một cái tiếng gì á, cái tiếng gì nó lạ lạ lắm. Mà cái tiếng giống như tiếng đan bạch á, nó lòi ra. Dạ, cái là lúc đó mà không chặt nó đi đó, thì nó vẫn còn. Bởi vì amen không ạ? Cái sự mà giận hờn mà cay đắng gì đó, mình nói mình tha cho người khác đó, tự nhiên cái nó chọt vô cái là hồi rồi, cái tiếng gì đó, cái tiếng cũ á, nó lòi ra. À, lúc đó mình mới biết rằng nó còn vương vấn thế. Cho nên cái người nào mà bằng lòng mà chịu khổ trong xác thịt đó thì đã dứt khỏi tội lỗi. Cái thánh Chúa nói như vậy, Phi-rơ nói như vậy nha, đã dứt khỏi tội lỗi. Cho nên nếu mà mình thấy cái điều nào mà nó chưa dứt khỏi đó thì hãy dứt nó đi. Hallelujah. Amen không ạ? Rồi. Không làm theo những cái sự người ta ưa thích. Ở trong câu số 2 tiếp tục đó, hầu cho còn sống trong xác thịt bao lâu thì chớ lại theo những sự người ta ưa thích, một phải theo ý muốn Đức Chúa Trời. Ngày trước cũng đã đủ làm theo ý muốn người ngoại đạo rồi, mà ăn ở theo tà tịch nè, tư dục nè, say rượu nè, ăn uống quá độ nè, chơi bời nè, và thờ hình tượng đáng gớm ghiếc. Họ thấy anh em chẳng cùng họ theo sự dâm dật bậy bạ ấy thì họ lấy làm lạ và dèm chê. Nhưng mà họ phải khai trình với Chúa đấy. Đấy, cái người mà bằng lòng chết trong xác thịt, bằng lòng chịu khổ trong xác thịt thì dứt khỏi tội lỗi, không làm theo những cái sự mà ngày trước mình ưa thích. Ngày trước mình ưa lắm, ưa cái gì? Ưa ăn ở theo tà tịch, tức là ăn ở một cách gian tà, không có chính đáng, không có ngay thẳng. Rồi tư dục, sống theo tư dục. Cái lòng tư dục thì có những cái sự ham muốn của tư dục. Rồi say rượu, có say không? Ngày trước quý vị có say không? Không, quý vị chắc không có, tôi có. Say rượu. Rồi ăn uống quá độ. Có không? Có ăn uống quá độ. Khi mà nói đến điều này tôi nói là vừa rồi tôi cũng có ăn, nhưng mà ăn buffet. Mà mỗi khi ăn buffet xong là tôi xin Chúa tha tội. Nó cũng quá độ lắm. Cái từ mà tiết độ đó, cái bài học về tiết độ mà trong Galati đoạn 5 câu 62, mà cái bông trái thứ 9 á, cái bông trái này khó lắm á. Ăn thì muốn ăn cho nhiều, uống thì muốn uống cho no đã, đến nỗi cành hông mà vẫn cứ muốn thêm vô, có không? Và nhất là đi ăn buffet, quý vị,
trước khi ăn buffet ăn năn với Chúa, sau khi ăn buffet ăn năn thêm nữa, đúng không ạ? Bởi vì mình ăn cho xứng đáng với cái số tiền mình bỏ ra, bởi vì mình bỏ ra nhiều quá mà, ít lắm cũng vài ba trăm ngàn sống được mấy ngày nếu mà trường hợp mình ăn ở nhà. Cho nên ăn cho nó bù luôn, và ăn xong là phải ăn năn với Chúa, bởi vì thở không nổi. À, xin Chúa tha thứ. Dạ. Hay là mình không được ăn buffet nhỉ? Dạ. Cho nên ở đây nói là ăn uống quá độ, nó phải có cái mức độ của nó để mình tiết độ. Ngày trước thì mình như vậy đó, rồi chơi bời có không? Có. Cờ bạc, vân vân, nhiều thứ lắm ạ. Rồi trai gái, rồi cine, rồi karaoke, vân vân vân. À, những cái đó thì thật ra thì nó cũng không cái gì lắm, nhưng mà cái là cái kèm theo cái đó đấy thì mới là vấn đề. Amen không ạ? Và hình tượng, thờ hình tượng đáng gớm ghiếc. Hình tượng, ngày xưa chưa tin Chúa chúng ta thờ hình tượng, lập hình tượng, thờ hình tượng. Ngày nay tin Chúa rồi, có Chúa rồi, nhưng mà có tượng không? Có hình không? Có, vẫn có. Vẫn có. Ở đâu à? Ở trong, ở trong á. Đúng. Cho nên xin Chúa cho mình khám phá ra mình có cái hình nào, có cái tượng nào, có cái anh nào ở trong không, có cái em nào ở trong không, ha, đúng không ạ? À? Có cái ai đó mà nó chiếm cái chỗ của Chúa ở trong cái nga lòng của mình không? À, có cái ma môn nào nó chiếm không? Đây, cho nên bất cứ cái điều gì mà nó ngăn trở giữa mình với Chúa đó thì đó là hình tượng. Amen. Amen. Cho nên đôi khi chúng ta phải tra xét lại những cái sự mà ngày xưa nó còn đi theo và nó còn vương vấn đời sống của chúng ta, thì Chúa cho chúng ta biết để chúng ta chắc được nơi đi. Amen. Câu số 14 thì nói tiếp là họ làm theo những cái sự mà dâm dật bậy bạ đó. Rồi ở trong câu số 15 Chúa cho chúng ta biết: trong anh em chớ có ai chịu khổ như kẻ giết người, như kẻ trộm cướp, như kẻ hung ác, như kẻ thầy lay việc người khác. Mình suy gẫm chút chỗ này nha. Mình sẵn sàng chịu khổ với Chúa, sẵn sàng bước đi trong ý muốn của Chúa vì cái danh vinh hiển của Chúa. Nhưng mà cũng có những cơ đốc nhân họ chịu khổ mà theo cái cách này. Bởi vì ở đây nói là trong anh em, có nghĩa là sao? Trong hội thánh đây. Phêrô viết cái thư này cho hội thánh đây: trong anh em chớ có ai chịu khổ như kẻ giết người. Chịu khổ như kẻ giết người, cái người mà đi giết người khác, họ sung sướng hay khổ? Khổ. Có người họ giết người khác á, 10 năm sau họ chịu không nổi nữa, họ phải đi ra đầu thú. Tại sao? Tại vì cái lương tâm của họ bị cắn rứt, mà họ chịu không nổi nữa, họ phải đi đầu thú thôi. Có những người họ giết người thiệt, và sau đó khi mà họ đến với Chúa và họ ăn năn thật thì Chúa vẫn tha cho họ thôi. Nhưng mà còn chúng ta, ngày hôm nay chúng ta có phạm cái tội này không ạ? À? Chịu khổ như kẻ giết người. Ngày hôm nay cơ đốc nhân có giết người không? Có. Ủa ghê quá vậy sao? Kinh khủng quá. Có giết người. Mà thế nào là giết người? Ghen ghét là phạm tội giết người. Có ai trong chúng ta không ghen ghét không? Vậy là tất cả đều phạm cái tội này hết rồi. Nguy hiểm quá. Họ làm sao vào thiên đàng được đấy. Dạ. Cho nên nếu mà có chịu khổ, mà đừng có chịu khổ giống như cái người mà giết người đấy. Những cái người mà cứ phạm cái tội này, ghét anh em của mình, ghét người này người kia. Đôi khi cưng quá cái đứa bé nó thấy dễ ghét quá. Không, nó dễ thương chứ đừng có nói dễ ghét. Amen không ha? À, đừng có như cái người đó. Rồi như kẻ trộm cướp. Ồ, mấy người trộm cướp họ sung sướng không quý vị? Sung sướng chứ. Tại vì họ vô, thí dụ như họ cướp được ngân hàng này, họ vô họ lấy tiền, họ xài, họ sung sướng chứ. Nhưng mà trước khi đó là gì? Khổ lắm. Họ phải điều nghiên, họ phải xem xét, họ phải coi thứ bây giờ phải đi cướp như thế nào đây, rồi cái giờ nào đây, rồi cái phương tiện nào đây, rồi vô phải kiếm súng ống như thế nào đây, vân vân vân. Họ khổ không? Khổ. Khổ. Nhưng mà mình chịu khổ đó, đừng giống như vậy. Amen không ạ? À? Trộm cướp, trộm. Khi nói cái từ trộm thì tôi nhớ đến cái từ ở trong Kinh Thánh. Không biết là có ăn trộm không? Không biết mình có chôn chỉa Chúa không? Ở dưới đất mà chôn chỉa Chúa được đấy.
xin Chúa thương xót tha tội. À, đừng có chịu khổ giống như cái người đó đấy. Hôm qua hình như có ai làm chứng đây này, rồi cái người đó họ họ có tiền một phần mười, tiền phần mười đáng lẽ là họ để đó để đem vào kho liền, nhưng mà cứ chần chờ rồi sau đó cái họ thiếu tiền quá, thiếu túng quá, xong rồi vì mới lấy chú ơi cho con mượn rồi không biết khi nào để trả nữa, nhưng mà cứ mượn và rồi họ chịu khổ trong cái chỗ đấy đấy, bởi vì cái cửa sổ trên trời không có mở được. Khi nào mà mình làm cái điều này, mình bước tới đó, thì cái cửa nó sẽ mở. Nhưng mà tại vì không có làm phần 10 nhưng cái cửa nó không mở. Bước tới nó không mở. Quý vị vào trong ngân hàng, vào trong siêu thị, mấy cái chỗ mà có những cái cửa tự động đó, chúng ta bước vào một cái cửa tự động nó mở ra. Tại vì không làm một phần 10 cho nên không có mở. Không mở cái sổ thiên đàng không đổ xuống được đấy. Cho nên khổ suốt. Và Chúa bảo chúng ta là đừng có chịu khổ giống như cái kẻ này. Trộm của Chúa. Amen không ạ? Amen. Như kẻ hung ác. Những cái người mà gian ác họ khổ lắm. Như kẻ gì nữa, thầy lây việc người khác. Đây, mấy cái chữ này hay lắm đó. Thầy lây thóc mách. Thầy lây nghĩa là gì? À, nhiều chuyện. Quý vị có nhớ trong cái kinh thánh cái ông nào nhiều chuyện không? Có. Có cái ông trong kinh thánh ông nhiều chuyện lắm. Để tôi kể cho quý vị nghe nha. Tôi đọc cho quý vị xem. Nhưng mà ông này á, sau này mình tôn trọng ông là thánh nhân đấy. Dân đoàn 21 câu 20 đến câu số 22. Phi-e-rơ say lại, thấy môn đồ mà Đức Chúa Giê-xu yêu đến sau mình, tức là người đương bữa ăn tối, nghiêng mình trên ngực Đức Chúa Giê-xu mà hỏi rằng: Lạy Chúa, ai là kẻ phản Chúa? Khi thấy người đó, Phi-e-rơ hỏi Đức Chúa Giê-xu rằng: Lạy Chúa, còn người này về sau sẽ ra thế nào? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Nếu ta muốn người cứ ở cho tới khi ta đến thì can hệ gì với ngươi, còn ngươi hãy theo ta. Ông Phi-e-rơ đấy. Lúc bây giờ là cái câu chuyện mà trong dân đoạn 21 này, đó là cái câu chuyện mà Chúa Giê-xu hiện ra ở Tiberias đó. Và có một cái phép lạ xảy ra là đánh được nhiều cá. Phi-e-rơ và các môn đồ của Chúa Giê-xu đánh được nhiều cá, đến 153 con cá đấy. Rồi cái phần sau, rồi sau đó rồi tiếp tục. Rồi sau đó thì Chúa Giê-xu hỏi Phi-e-rơ: Người yêu ta chăng? Vân vân, ba lần như vậy. Rồi đến cái giai đoạn này, Phi-e-rơ say lại, thấy môn đồ mà Đức Chúa Giê-xu yêu đến sau mình, tức là người đương bữa ăn tối đó. Trong cái bữa ăn tối đó, cái người mà nghiêng vào ngực cái Chúa Giê-xu á, đổ cái vị người nghiêng ngực trên Chúa Giê-xu đó là ai? Có chỗ nào chép ông Giăng không? Thật ra không có, đúng không ạ? Kinh Thánh không nói, nhưng chúng ta suy ra chúng ta cũng biết thôi. Bởi vì cái ông mà ông viết cái sách về tình yêu á, cái ông đó ông yêu nhiều lắm, cái ông đó đầy dẫy tình yêu, và chính là ông Giăng. Ông Giăng viết sách Tin Lành Giăng, viết sách Giăng nhất, Giăng nhì, Giăng ba và sách Khải Huyền. Đấy. Rồi cái ông Phi-e-rơ này nè, ông thấy cái ông Giăng ngồi đó, nghiêng trên ngực của Chúa Giê-xu đấy. Ông mới hỏi Chúa. À, ông hỏi Chúa: Lạy Chúa, cái người này nè, về sau sẽ ra thế nào? Lạy Chúa, cái người này về sau sẽ ra thế nào? Cái người mà nghiêng trên ngực của Chúa Giê-xu mà hỏi Chúa Giê-xu là: Lạy Chúa, ai là kẻ phản Chúa? Cái người mà lúc trước đó là cái ông Giăng á. Bây giờ ông Phi-e-rơ ông hỏi: Lạy Chúa, cái người này nè, về sau sẽ ra thế nào? Chúa Giê-xu trả lời sao? Việc đó can hệ gì đến ngươi, còn ngươi hãy theo ta. Ông này lăng chanh nha. Cái ông này thầy lây thóc mách nha. Cái ông này sao mà có hệ can gì, hệ gì đến ông đâu. Tự nhiên cái ông hỏi cái ông kia: Lạy Chúa, về này, cái người này về sau sẽ ra thế nào? Không biết ông có hỏi mấy người khác nữa không, nhưng mà chỗ này Chúa nói nè: Việc đó can hệ gì đến ngươi? Nếu ta muốn cái người đó cứ ở cho đến khi ta đến thì việc đó can hệ gì đến ngươi? Còn ngươi hãy theo ta. Quý vị xem thử có bao giờ mình lanh chanh kiểu này không? Có không ạ? Nhiều khi mình cũng tài lanh lắm á. Tôi cũng dùng cái từ là cho nó ấn tượng chút là tài lanh. Nhiều khi mình cũng tài lanh lắm. Có chuyện không phải của mình, chuyện đó chuyện của người khác, thì mình cứ xíu vô. Khi tôi hầu về Chúa với một cái hội thánh kia, tới đó thì tôi thấy ngạc nhiên quá. Ủa sao kỳ vậy? Cái người này nói người kia nói người nọ, người nọ nói người kia. Ủa, cái hội thánh nó xào xáo lên. Mà hội thánh là Chúa không thấy đâu hết, mà thấy là cái những cái gì ganh tị, ghen ghét, đố kỵ. Cái chọt người này chọt người kia chọt người nọ. Ủa,
mở cửa cho ma quỷ nó hành động luôn. Cho nên nếu mà trường hợp mà sống mà bằng lòng mà chịu khổ cái xác thịt này đó, thì đừng có như thế này. Đừng có theo như cái câu mà câu số 15 này: trong anh em chứ ai chịu khổ như kẻ giết người, như kẻ trộm cướp, như kẻ dung ác, như kẻ thầy lây việc người khác. Đừng có thầy lây thọc mách thọc người khác, thọc cái gì bị gạo gì đó, chọc gậy bánh xe ha. Đừng có chọt, đừng có đâm, đừng có chọt người khác ha. Dạ, chọt mấy con quỷ thì được, quý vị amen không? Cho nên cái sự mà chịu khổ trong xác thịt nó sướng, nó sướng không? Không, chẳng cái gì sung sướng hết. Thế nhưng mà ý muốn của Chúa, Chúa muốn cho chúng ta chịu khổ trong xác thịt. Khổ không? Người ta thế này thế kia với mình, không biết ông Văn lúc đấy giờ ông làm sao nha. Chắc là ông cũng chịu bằng lòng, chịu đóng đinh ấy, cho nên là không có thấy phản ứng gì hết, mà Chúa phản ứng cho ông luôn. Vâng, cho nên xin Chúa thương xót cho chúng ta hiểu cái điều này, để chúng ta không có rơi vào cái tình trạng là chịu khổ theo cái cách cũ nữa, theo cái nếp sống cũ, theo cái lối sống cũ nữa. Amen không quý vị? Hallelujah. Đừng có thầy lấy việc người khác, bắt tay người bên cạnh, việc đó can hệ gì đến ngươi, nói đi. Hallelujah. Nó theo mình cả đời đó anh chị em, cả đời đấy. Cho nên nếu mà trường hợp mình không để ý đó nha, tự nhiên mình thầy lấy thóc mắt, tự nhiên mình lại cứ lo nghĩ đến người khác, mình cứ lo cho người khác, mình lo cho gia đình của mình để mà gia đình của mình tăng trưởng thì không nói nha, cứ lo cho người này người kia mà trong khi mình không ra gì cả. Ô, xin Chúa thương xót tha tội. Amen không mà? Trước hết mình phải mình đó chứ. Mà nhất là những người trong bài chiến nữa, hãy giữ mình luôn cả bài. Thì cứ đi lo mà giữ cả cái bài chiên. Có một vị mục sư, sau này mục sư, trước khi chưa mục sư, bây giờ sau này mục sư, cũng ở trong Phúc Âm toàn vẹn mình thôi. Ông không có lo cho gia đình của mình, đến nỗi con cái nó kiện, con cái nó la, con cái nó đòi bỏ Chúa, mà ông cứ đi lo cho bài chiên. Rồi chính ông cũng không lo cho ông nữa, đến nỗi cái thân tàn, không phải là ma dại, nhưng mà thân tàn thôi. Nhưng mà cái câu kinh thánh mà ở trong Công vụ sứ đồ lần 20 câu 28 đấy, hãy giữ mình luôn cả bầy, giữ mình trước, sau đó mới là luôn cả bầy. Amen không ạ? Phải giữ mình luôn cả bầy, phải giữ đời sống của mình trước, giữ đời sống của mình, giữ cái con người của mình, để bước đi và bằng lòng chịu khổ trong cái xác thịt này. Hallelujah. Quý vị đưa tay vào người này, hãy giữ mình, hãy giữ mình luôn cả bầy. Amen. Nhớ câu sau thì nhớ, quý vị nhớ rồi: Đức Thánh Linh lập anh em làm kẻ còi sống. Hallelujah. Vâng, như vậy thì cái thể hiện của những cái người mà chịu khổ ở trong xác thịt đó là không làm những cái việc mà trước kia chúng ta đã phạm. Và trong câu 16 cũng nói là chúng ta đừng có hổ thẹn. Nhưng nếu có ai làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ thì đừng hổ thẹn, tha hãy về danh ấy người khen Đức Chúa Trời đã. Không có hổ thẹn về tin lành của Chúa. Amen không ạ? Tin lành là tin lành quyền năng, tin lành sự sống, tin lành đem đến cái sự cứu chuộc. Có hổ thẹn không? Ngày trước quý vị mà còn cái lúc mà khó khăn là lúc mới đâu, quý vị có hổ thẹn khi mà đi ra ngoài mà ăn uống mà cầu nguyện mà hổ thẹn không? Vậy cảm ơn Chúa. Có những người không dám cầu nguyện ở bên ngoài, có những người không dám xưng Chúa Giêsu ra. Tại sao? Tại họ hổ thẹn. Nhưng mà bởi vì cái xác thịt nó chưa chết, nhưng chết rồi thì không hổ thẹn. Hallelujah. Cho nên bây giờ điểm thứ hai, chúng ta qua điểm thứ hai. Hồi nãy là cái điểm kia là chúng ta không có làm những cái việc trước kia nhé. Còn bây giờ là chúng ta hãy làm những việc Chúa ưa thích. Tôi xin đọc thêm mấy câu kinh thánh khác nữa. Tiếp đoạn 2 câu số 12 nói như vậy: Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tinh kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời này theo tiết độ công bình nhân đức. Phía đó nhất đoạn 1 câu số 15-16: Nhưng như Đấng gọi anh em là thánh thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình.
Bởi có chép rằng hãy nên thánh vì ta là thánh. Trở lại với câu Kinh Thánh trong tiết đoạn 2 câu số 12. Phải sống ở đời này theo tiết độ công bình nhân đức. Ủa, nếu mà làm theo những cái việc mà Chúa ưa thích á, thì Kinh Thánh dạy chúng ta nhiều điều lắm. Nhưng mà tóm lại ba cái câu này, ba cái cụm từ này nè, chúng ta xem. Sống ở đời này phải theo tiết độ. Tiết độ, tiết độ. Hallelujah. Hồi nãy tôi nói cái bông trái đó, thứ 9 là cái tiết độ đó. Ăn cũng phải tiết độ, ở cũng phải tiết độ, ngủ cũng phải tiết độ, có không? Có không? Ngủ à, không tiết độ thì nó nướng, nó nướng là nó chín, nó khét luôn. À, rồi sao nữa? Uống cũng phải tiết độ. Làm việc cũng phải tiết độ. Nhiều người làm việc đến nỗi mà là làm gì? Tranh làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm Chúa Nhật nữa. Ở trên Di Linh có một cái anh này, ảnh làm việc mà ảnh khỏe lắm. Ảnh làm việc cả ngày luôn. Tối đó mà có trăng ảnh ra ảnh cày luôn. Ảnh cày ruộng luôn, ảnh làm luôn. Như vậy đó. Nhưng mà không, phải tiết độ. Tiết độ và tỉnh thức. Kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống đi rình mò xung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Bởi vì không tiết độ cho nên mình rơi vào trong một cái trạng thái khác. Và ma quỷ nó ưa đất lắm. Con người mình bù đất mà. Cho nên lúc đó phạm tội rồi thì nó sẽ thịt mình luôn. Đấy. Cho nên hãy sống một đời sống tiết độ. Tiết độ trong nhiều lĩnh vực nhé. Trong nhiều lĩnh vực. Ăn ở lối sống của chúng ta. Hãy tiết độ. Nhưng mà đọc Kinh Thánh có tiết độ không? Nếu mà không tiết độ mà đọc luôn thì nó có bội thực không? Ăn cái gì thì ăn, chứ mà ăn lời Đức Chúa Trời không bội thực đâu. Cho nên cứ đọc Kinh Thánh ngày đêm cũng được. Rồi cầu nguyện có phải tiết độ không? Vâng, cảm ơn Chúa. Yêu có phải tiết độ không? Không luôn. Yêu Chúa thì không có tiết độ, nhưng mà yêu con người thì sao? Có giới hạn, có tiết độ không ạ? Dạ, cái này mỗi người trả lời với Chúa nha. Bởi vì có những người họ yêu mà không kể ngày đêm nữa, không biết trời trăng mây gió gì hết. Rồi, điểm thứ hai, công bình. Tức là phải sống một cái đời sống công chính. Đây là cái việc mà Chúa ưa thích đây. Sống công chính là sống sao? Sống công chính là sống ngay thẳng. Và tôi thường dùng cái dây dọi. Cái dây dọi của người thợ này, khi họ cầm cái dây dọi này nè, họ thả xuống. Mà khi nào nó đứng yên rồi thì họ mới bắt đầu để đó và xây dựng. Và nó thẳng như vậy. Nếu trường hợp mà họ để mà nó sai thì sao? Thì nó sẽ xây lên, nó sẽ bị cong và nó sẽ sụp đổ. Đời sống của một người Cơ Đốc nhân phải sống một đời sống công chính trước Chúa, ngay thẳng trước Chúa. Đặc là mình không có cong quẹo, không có hai lòng, không có giả hình, không có hai lời, một lời thôi. Hallelujah. Amen không ạ? Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta hiểu được điều này, để chúng ta làm cái việc mà Chúa thích. Rồi, cái thứ ba là gì? Sống nhân đức. Sống nhân đức là sống sao? Sống nhân đức là sống có đức độ, có đạo đức. Một người có đạo đức với một người không có đạo đức, nó khác nhau hoàn toàn luôn. Hallelujah. Cho nên hãy sống một cái đời sống bày tỏ Chúa trong đời sống của mình. Một người có đạo thiệt, có đức độ nữa, có đạo của Chúa, có lời của Đức Chúa Trời. Sống theo lời của Đức Chúa Trời mới là sống đạo đức được. Cho nên chúng ta hãy sống như vậy. Và trong mọi cái cách ăn nết ở của chúng ta đó, thì chúng ta phải sống một đời sống nên thánh. Một đời sống nên thánh. Tức là mỗi ngày chúng ta sẽ được thêm lên, thêm lên, thêm lên. Và quý vị, khi mà nếu chúng ta được cất lên đó, trên cao, càng lên trên cao thì nó sẽ càng nặng. Nếu mà những cái gì mà của cũ kỹ mà nó không rớt ấy, thì chúng ta sẽ không thể cất cánh bay cao như chim ưng được. Quý vị amen không? Tại sao có những người mà chạy không mệt nhọc, đi không mòn mỏi? Là bởi vì những cái kia nó rớt ra rồi.
những cái cũ kỹ kia cái nó rớt ra rồi. Những cái gì của xác thì những gì của thế gian, những cái gì của tình dục, những cái gì đó nó rớt ra rồi. Cho nên họ được cất cánh bay cao như chim ơi. Hallelujah. Chạy mà không mệt, đi mà không không mỏi luôn. Mà Kinh Thánh Chúa nói nha, Ê-sai đoạn 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 40 phải không ạ? Mà trước cái câu 31 cái câu tôi vừa đọc đó, thì những cái thanh niên đó, thanh niên trai tráng đó nha, những cái anh chàng thanh niên này này khỏe lắm á, mạnh lắm á, chạy nhanh lắm á, mấy ông già chạy không lại đâu. Rồi nhưng mà thanh niên có những lúc cũng sẽ mòn mỏi mệt nhọc đấy, anh em không ạ? Thanh niên sẽ có những cái lúc đó, nhiều khi thanh niên mà chạy thua mấy ông già nữa. Tôi nói ra điều này không phải là khoe mình nha, nhưng mà tôi nói là mấy cái anh mà dân tộc trên kia ảnh khỏe lắm, mà anh thấy tôi đi xe, mà đi xe máy mà từ ở Lâm Đồng mà đi xuống dưới này cầu nguyện hàng tháng mà đi xe máy đó, lúc trước ấy. Mấy anh nể luôn, mấy anh đi có một lần mà anh quải. Tôi nói là sức bền, sức bền, cái sức bền Chúa cho. Tại vì mình đi đi tới mà mình có công bố là sức lực lần lần thêm. Rồi cái mình cứ đi rồi mình cứ cầu nguyện rồi mình cứ bập suốt ha. Cứ tiếng lạ mà bập suốt thôi. Rồi hát rồi cầu nguyện được cái gì. Thậm chí cầu nguyện cho người khác trong lúc đi đường luôn. Thì nó có cái sức. Mà xuống dưới thành phố này đâu có phải là nghỉ ngơi đâu. Xuống dưới thành phố có khi là mới bỏ cái sắc xuống là có người chờ để cầu nguyện rồi. Có người chờ để giải cứu, để chữa lành rồi. Bắt tên thánh linh. Đấy, làm việc đến có khi 2-3 giờ sáng luôn. Lúc trước á, lúc trước khỏe hơn giờ chút. Nói thật sự như vậy. Đấy, nhưng mà cảm ơn Chúa có một cái sức lực Chúa ban cho. Và khi tôi suy gẫm lời Chúa trong cái chỗ là chịu khổ trong xác thịt, tôi thấy được đúng là có cái ý nghĩa của nó. Một khi mình bằng lòng chịu khổ trong xác thịt á, thì mình đi đúng ý Chúa, bởi vì Chúa muốn như vậy. Và danh vinh hiển của Chúa cũng ở trên mình, để mà mình có thể làm cái công việc của nhà Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Bắt tay người bên cạnh nói, hỏi họ đi, bằng lòng chịu khổ trong xác thịt không? Cái xác thịt của mình thôi quý vị, nó không có ưa cái chuyện kiêng ăn cầu nguyện đâu nha. Quý vị có amen không? Mặc dầu có thể là mình kiêng ăn cầu nguyện 3 ngày nè, 5 ngày nè, hoặc 7 ngày, 21 ngày, 40 ngày nha. Nhưng mà mỗi lần mà kiêng ăn cầu nguyện á, nó là lỗi á. Nó đòi hỏi. Nó không chịu đâu. Những người, thí dụ như tôi đã từng kiêng ăn cầu nguyện 3 ngày, 7 ngày rồi đó. Nhưng mà mỗi lần kiêng ăn cầu nguyện á, có khi là nó không có muốn. Nhưng mà kiêng ăn cầu nguyện là chịu khổ trong xác thịt. Amen không? Khổ không? Khổ không? Đúng. Khi mà mình điều khiển nó được thì mình bắt nó phải chịu khổ chứ. Mày phải chịu khổ với Chúa Giê-xu. Hiệp, mày phải chịu khổ với Chúa Giê-xu. Mày phải kiêng ăn cầu nguyện. Mày đừng có lười biếng. Mỗi tuần mày đã hứa với Chúa là kiêng ăn cầu nguyện mà mày bỏ hết tuần này đến tuần kia. Ha? La cho nó. Amen không ạ? À? Mình cai trị nó mà. Mình là làm chủ nó chứ đừng có để cái xác này làm chủ. Amen không ạ? À? Bắt nó phải làm theo ý chỉ của Đức Chúa Trời. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Một cái điều thứ ba nữa, đó là chúng ta không có lấy làm lạ như gặp một việc khác thường. Câu số 12 đó, hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Cái việc mà chịu khổ trong xác thịt đó, nó cũng có đồng nghĩa với cái chuyện mà chúng ta ở trong cái lò lửa thử thách đấy. Phi-e-rơ, ông đi giảng phúc âm, ông bị bắt nhốt. Ở trong đó ông cũng chịu khổ vậy. Phao-lô cũng vậy. Daniel và cái ba bạn Hebrew mà bỏ vô trong lò lửa lực, cái xác thịt nó chịu được không? Nếu mà không có thần của Chúa thì là tiêu rồi. Những người kia mà quăng ba bạn đi vô là họ chết. Nhưng mà những người bằng lòng với Chúa, Chúa cứu hay không là chuyện của Chúa. Nhưng mà có bằng lòng để bị ném vô hay không là chuyện của mình. Quý vị, amen. Không lấy làm lạ như mà gặp một việc khác thường. Có nhiều người ô gặp cái sự thử thách bắt bớ là lạ lắm. Ủa sao kỳ vậy? Sẽ theo Chúa mà sao kỳ vậy? Theo Chúa mà sao mà cứ bị bắt bớ hoài? Theo Chúa mà cái người này người kia nói thế này có không? Có không? Có. Nhưng mà lúc đó cái xác thịt của mình nó nổi lên và mình họ chống mình thì mình cũng muốn chống họ. Họ la lối cho mình cũng muốn la lối với họ, đúng không ạ? Tại sao vậy? Tại chưa chết. Cái người mà chết rồi thì có ai tới rủa cái người đó, chửi người đó không? Mà nếu có thì sao? Người đó là người điên.
Ai mà mình người ta đi tới mà chửi cái xác chết đó, đó là người điên. Mà mình chết rồi mà người ta đi tới người ta chửi mình thì đó là người điên. Amen. Cho nên đấy, đừng có ngạc nhiên, chớ lấy làm lạ như mình một việc xác thường, không đâu, không khác đâu. Bởi vì từ giờ cho đến khi Chúa Giêsu Christ trở lại thì mình sẽ còn gặp bắc bớ nữa đấy. Những người nào mà muốn sống một cách nhân đức trong Chúa Giêsu thì phải chịu bắc bớ. Ngay trong Phi-e-rơ này nói như vậy. Muốn sống cách nhân đức trong Chúa Giêsu, nãy chúng ta có cái từ nhân đức đấy. Muốn sống cách nhân đức trong Chúa Giêsu thì phải chịu bắc bớ. Bắc bớ nó khó chịu lắm. Nhưng mà vì cớ danh Chúa, vì cớ Chúa, chúng ta sẵn sàng chịu cái sự bắt bớ đó. Hallelujah. Cho nên đừng có lấy làm lạ chứ. Từ giờ trở đi nếu mà có cái gì nó xảy ra cho mình, đừng có lấy làm lạ. Cái đó là chuyện đương nhiên thôi. Hallelujah. Rồi, một cái điểm nữa. Ở trong câu số 13 đó, những anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót. Vui mừng, bắt bớ mà vui ha. Bắt bớ mà vui. Vui không anh quý vị? Vui không? Bắt bớ mà vui sao nổi. Nhưng mà cái người nào mà bằng lòng chịu cái sự bắt bớ này, chịu cái sự sỉ nhục này, chịu người ta mắng nhiếc mình, vân vân vân, cái sự vui mừng nó không phải là bên ngoài không thôi, nhưng mà bên trong nó ra. Cái sự vui mừng nó nằm từ ở bên trong của chúng ta đấy. Thì hãy vui mừng, anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ mà, thì hãy vui mừng. Oh, hallelujah. Cho nên lúc bây giờ chúng ta vui mừng vì cớ chúng ta sẵn sàng chịu khổ ở trong xác thịt. Rồi, cảm ơn Chúa. Chúng ta đi qua hai điểm. Chúng ta hiểu về ý nghĩa và lý do mà chúng ta chịu khổ trong xác thịt. Và cái thể hiện của chúng ta đấy, thì đừng có sống theo cái lối cũ nữa. Hãy sống theo những gì Chúa phán dạy đời sống của chúng ta. Quý vị, amen. Thứ ba, cái phước hạnh của cái người chịu khổ trong xác thịt này là gì? Thứ nhất đây, ở trong câu số 13, nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót. Cho nên cái điểm thứ nhất, cái phước hạnh đó là được giữ phần trong sự thương khó với Đấng Christ, giữ phần trong sự thương khó với Chúa. Chúa chịu thương khó, chúng ta cũng chịu thương khó, và chúng ta được giữ phần ở trong đó là một cái vinh hạnh cho đời sống của chúng ta. Mà chúng ta biết rằng thiên sứ là Chúa dựng nên trong vương quốc của Ngài đó. Thiên sứ muốn xuống để giữ phần cái sự thương khó, không được. Thiên sứ muốn xuống không được. Còn ngày hôm nay chúng ta được đặc ân này, được Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta có thể giữ phần cùng với Chúa Giêsu chịu khổ với Ngài. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Ma-thi-ơ đoạn 5 có số 11, 12, những câu kinh thánh quen thuộc. Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc nè, bắt bớ nè, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi trên trời sẽ lớn lắm, vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Cái sự bắt bớ, người ta lấy mọi điều dữ nói vu, thì được phước. Hallelujah. Hallelujah. Anh chị em có muốn phước không? Đây là một trong những cái phước. Bắt bớ, nói dữ, nói vu cho các ngươi thì các ngươi sẽ được phước. Hallelujah. Có người không chịu bắt bớ cho nên mất cái phước này đi, và mất cái phần thưởng. Kinh Thánh Chúa nói là phần thưởng các ngươi trên trời sẽ là lớn lắm. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cái điểm thứ hai, chúng ta có phước gì đây? Câu số 14. Ví bằng anh em vì có danh Đấng Christ chịu sỉ nhục thì anh em có phước. Vì sự vinh hiển và thánh linh của Đức Chúa Trời đậu trên anh em. Vì sự vinh hiển và thánh linh của Đức Chúa Trời đậu trên. Sự vinh hiển của Chúa. Đức Chúa Trời chiếu rọi cái sự vinh hiển của Ngài cho Adam, Eva trước khi phạm tội. Khi phạm tội đánh mất cái sự vinh hiển của Chúa rồi. Roma đồng 3 câu số 23. Quý vị nhớ câu kinh thánh này. Vì mọi người đều đã phạm tội,
thiếu mất hay là hụt mất cái sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay á, loài người bị hụt mất, thiếu mất cái sự vinh hiển, có nhưng mà thiếu mất cái sự vinh hiển của Đức Chúa Trời bởi tội lỗi. Và ngày hôm nay nếu mà cái người nào mà bằng lòng bước đi với Chúa, người nào mà bằng lòng chịu khổ vì cớ Đấng Christ, chịu sỉ nhục với Đấng Christ, họ có cái phước và cái sự vinh hiển của Đức Chúa Trời đậu ở trên người đó. Hallelujah. Sự vinh hiển của Đức Trời giáng xuống trên người đó. Quý vị nhớ cái câu chuyện của Môi-se. Ông Môi-se khi ông lên trên núi để nhận lấy hai bản đá trong 40 ngày đêm ở đó, và khi ông trở xuống thì sao? Ô, những người kia nhìn thấy Môi-se sáng rực luôn, đến nơi họ phải lấy lớp che lại. Cái sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và ở trên một cái tố tớ của Đức Chúa Trời, ở trên cái người nào đó bất cứ mà có sự vinh hiển đó, nó sẽ có cái sự sáng của Chúa chiếu rọi ra. Mấy tố tớ Chúa mà làm cái công tác giải cứu, những người làm công tác giải cứu á, thường hay có những cái kinh nghiệm. Họ nhìn vào cái gương mặt của một cái người mà cần được giải cứu đó, họ nhìn thấy, họ thấy tối lắm. Có đúng không ạ? Tối lắm. Nhưng mà khi mà cầu nguyện giải cứu rồi đó, mấy con quỷ nó đi rồi á, gương mặt nó tự nhiên sáng ra. Thấy người đó sáng ra thôi. Đấy, chúng ta nhìn thấy được điều đó. Cho nên cái người nào mà sẵn sàng bước đi trong cái sự chịu khổ về xác thịt đó, thì thần linh của Chúa ở trên đời sống của người đó, sự vinh hiển của Chúa ở trên đời sống của người đó. Ở đây nó nè, vinh hiển và thánh linh đậu trên anh em. Ồ, thánh linh của Chúa ở trên mình. Cái người bằng lòng chịu khổ trong xác thịt nhé, giữ chết đi cái phần cái xác thịt của mình đó, thì thánh linh của Chúa sẽ đắp đậu trên người đó. Oh, hallelujah. Mỗi ngày chúng ta hay cầu nguyện, Chúa ơi, xin Chúa đầy dạy trên con, sức dầu trên con, cho con được đầy dạy thánh linh của Chúa. Nhưng mà chịu khổ cho Chúa thì không chịu khổ được, không bằng lòng bước ra, không bằng lòng phục vụ, làm sao thần linh của Chúa tuôn lộ được? Quý vị amen không ạ? Xin Chúa cho chúng ta hiểu, để rồi chúng ta sẵn sàng bước ra phục vụ Chúa. Bước ra thì chúng ta sẽ chịu khổ cái xác thịt này đây. Ngày hôm nay mà những người hầu vì Chúa đấy sướng lắm. Sướng là sao? Bởi vì nó trải qua cái giai đoạn kia rồi, cái giai đoạn khổ cực rồi. Nhưng mà sẽ có những cái khổ khác nha. Sướng là sướng như vậy đấy. Bây giờ đó, có người đó, xe này xe bình thường không đi đâu, đi xe xịn. Thậm chí đó, có xe hơi để đi nữa. Có phải không ạ? Nhưng tôi Chúa cũng có xe hơi để đi nữa. Hầu vì Chúa dậy xuống không? Xuống. Nhiều người cũng hơi ganh tị, nói sao mấy mục sư này ông có xe hơi, ông có nhà cửa ngon lành gì? Không nhớ là mấy cái giai đoạn trước của mấy ông sao? Mấy ông khổ cỡ nào? Cho nên bây giờ thì Chúa bù đấy, còn bù nhiều nữa. Nhưng mà mấy ông có cái nỗi khổ khác. Mấy ông mục sư mà giảng mà không có bài giảng khổ lắm. Amen không ạ? À? Từ tối đến sáng giống như mục sư Trầm hôm qua đấy. Ông nói vui là tới sáng sớm ông Chúa mới cho ông lời rima. Và đúng là lời của Chúa, cho nên ngày hôm qua là Chúa sức giàu. Hallelujah. Có những cái nỗi mà nỗi khổ mà vừa xác thịt mà vừa trong tâm nữa nha, vừa khổ tâm nữa, mà cái khổ tâm nó khổ nhiều hơn nữa. Cho nên quý vị, nếu chúng ta bằng lòng chịu khổ về xác thịt này thì chúng ta được phước. Sự vinh hiển của Chúa đậu trên đời sống của chúng ta, thánh linh của Đức Chúa Trời ở trên đời sống của chúng ta. Hallelujah. Mình khổ không có như bao lâu đâu. Với tôi thì chắc nếu mà theo như Kinh Thánh thì nó chỉ còn có mấy năm nữa là đi rồi. Dạ, đúng không ạ? Dạ không, cái đó là quyết Chúa quyết định chứ. Tại vì nói Chúa nói là 70 là bất quá 80 đó. Nhiều khi Chúa cho tôi sống 100 trên 100 sao tôi không biết. Nhưng mà nếu theo như Kinh Thánh á là như vậy. Nhưng mà bây giờ mình suy nghĩ thì mình bao nhiêu năm nữa thì mình cứ chịu khổ với Chúa đi. Rồi mai mốt sướng sao? Vô trọng thì không còn khổ nữa. Amen không ạ? Vậy thì bây giờ mình chọn đi, cái sướng đời đời, hay là bây giờ mình không có cần phải chịu khổ gì hết á, thì mình cứ mong muốn sung sướng thì cũng được thôi, cũng vô đó. Nhưng mà vô đó ở cái nhà tranh ơn, cái nhà mà không có được sang trọng, thí dụ vậy, hay là phải ở ké nhà khác. Còn bây giờ mình hầu vị Chúa mình sung sướng đi. À, xin lỗi, mình khổ đi. Mình hầu vị Chúa mình khổ đi ha. À, mình bằng lòng mình khổ đi. Thì vào trong đó sướng không? Sướng. Mà có phần thưởng nữa chứ. Chúa công chính lắm á. Vô trong đó có phần thưởng nữa. Mấy người đi ra dạy đạo sướng hay khổ quý vị? Sướng hay khổ? Dạ, ta không nghe nha. Họ hẹn mình rồi đó. Mình tới nhà đó. Xong cái có người thì trốn, có người thì đi làm cái này làm cái kia. Bắt mình ngồi chờ đến khuya luôn.
rồi xong nói vài ba câu đi về, lần sau cũng hẹn tới, hẹn tới cứ như vậy, như vậy đấy, đút từng chút vậy đấy. Ồ, thực ra hầu vì Chúa có cái sướng và cũng có cái khổ, nhưng mà nó thú vị lắm. Hầu vì Chúa nó cũng thú vị lắm đấy. Ở trong cái khổ nó có cái sướng của nó, nhưng mà cái khổ tạm thời thôi. Bây giờ mình chọn đi, chọn cái nào, cái tạm thời hay là cái đời đời? Cái tạm thời là khổ, cái đời đời là sướng. Cái tạm thời là nó sướng, cái đời đời là nó không 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 được sung sướng lắm. Chọn cái nào? Dĩ nhiên vẫn được cứu thôi. Vâng, xin Chúa cho chúng ta hiểu để chúng ta quyết định. Cái phước Chúa cho chúng ta đó, sự vinh hiển và thánh linh của Đức Chúa Trời đổ trên đời sống của chúng ta. Hallelujah. Anh chị em không biết anh chị em có cái kinh nghiệm, như chúng thấy là một số tôi tới Chúa có những cái kinh nghiệm này. Trong cái công tác giải cứu ấy, có những lúc như vậy nè. Đến đó gặp cái cô đó thì cô thấy thì cô bình thường thôi, nhưng mà mình thấy mình ngồi gần, tại vì cái người kia nói là để mà cùng nghĩ giải cứu, mới đến ngồi gần á, tự nhiên nó run rẩy, cái tự nhiên nó luồn, nó liếc, nó giọt, nó chạy. Ủa sao kỳ vậy? Mình nghĩ sao kỳ vậy? Ồ, sau đó mình biết rằng bởi vì có thần của Chúa ở trong mình, bởi vì có cái sự vinh hiển của Chúa, có Chúa ở trong mình, nó không có sợ mình đâu, nhưng mà nó sợ Chúa ở trong mình, cho nên nó trốn chạy. Đấy, có nhiều cái tôi Chúa, những tôi Chúa đã từng giải cứu được quý thì biết cái điều này. Ma quỷ nó sợ cái người có sự sức giàu của Chúa, cho nên nó không có sợ cái người đó đâu. Nó sợ cái người có sự vinh hiển của Chúa, nó sợ cái người mà cái thần của Chúa ở trong ấy. Hallelujah. Cái sự vinh hiển của Chúa ở trong ông Phi-rơ Phao-lô, khi mà Phi-rơ đi ngang qua, bởi vì nhiều quá mà, ngang qua thôi, cái bóng mà phủ trên ai đó, cái người đó cũng được chữa lành. Hallelujah. Làm sao Chúa cho chúng ta có cái sự vinh hiển như vậy nha. Mình đi qua họ, thấy họ bình thường không có gì hết, đặt tay trên họ không té, xô té ngã luôn. Đấy. Ồ. Chúa ban phước cho hết thảy chúng ta. Phao-lô, Phi-rơ, các sứ đồ của Chúa Giê-xu ngày xưa, họ đã chịu khổ trong xác thịt, chịu khổ cho đến cuối cùng luôn. Đến cuối cùng họ chịu bắt, chịu giết. Phi-rơ đóng đinh ngược, ông Giang thì sao? Bỏ vào trong cái chảo dầu, bị bỏ vào trong chảo dầu. Người thì làm đuốc sống ở nơi hy trường, người thì bị cột ra ăn, bỏ cho có thú dữ ăn. Họ chịu khổ đến mức độ như vậy, chịu khổ nhưng mà rồi chịu chết như vậy luôn. Cho nên họ được phước đời đời, trong cõi đời đời, làm trụ trong đền của Đức Chúa Trời nữa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Hỏi anh chị em, những người là những tôi tớ của Chúa, hầu việc Đức Chúa Trời, anh chị em có sẵn sàng chịu khổ với Đấng Christ không? Bắt tay người bên cạnh họ, hỏi họ có bằng lòng chịu khổ không? Trước khi kết thúc thì tôi xin kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện vui. Đây là cái câu chuyện mà nói về cái sự chịu khổ của những người hầu việc Đức Chúa Trời, những mục sư. Có những cái người hầu việc Chúa ở thành phố đó, ở thành phố hầu việc Chúa đó, nó sướng hơn mấy người hầu việc Chúa ở vùng quê. Hầu việc Chúa ở thành phố ấy, có xe cộ, có nhà cửa, có đủ mọi cái phương tiện, tivi, tủ lạnh, máy lạnh, có. Nhưng mà ở vùng quê thì làm gì có. Ở vùng quê vùng sâu vùng xa thì khổ cực, không có. Cho nên một bữa nọ đấy, có một cái cuộc thi. Cái cuộc thi này đó, dành cho những mục sư ở tại vùng quê. Và khi mà cái cuộc thi đó, là những cái, quý vị biết là những cái người ở vùng quê đó thì thường họ phải tự túc và phục vụ Chúa, hầu vì Chúa. Và ở vùng quê thì họ có nuôi những cái con vật, trồng tỉa hay nuôi. Rồi sau đó thì có những người họ nuôi bò ở tại một cái vùng quê đó. Cuộc thi này bắt đầu diễn ra, có ba vị mục sư ở về vùng quê này và đều có nuôi bò. Và bây giờ thì bắt đầu cuộc thi. Cuộc thi có nghĩa là họ đem ra ba người, ba con bò, họ ghẻ một cái mức.
và đằng kia có một cái mức. Còn thế như vậy, nếu mà con bò nào ấy mà nó chạy, mà nó vượt qua cái mức đó thì là thắng. Và thắng á, thì cái phần thưởng cũng lớn lắm. Thế thì bữa nọ cuộc thi bắt đầu. Họ có một cái quy định là không có được đụng vào con bò, nhưng mà có thể nói với con bò thôi. Thế thì khi bắt đầu thi thì cái người đầu tiên đến và bắt đầu nói với con bò: này nhá, mày biết không, mấy cái người hầu về Chúa đó, mấy cái người mục sư á, họ về Chúa ở thành phố á, sung sướng lắm. Họ không có đất đai như mình đâu, nhưng mà họ có nhà lầu, họ có xe hơi, họ có tất cả. Họ về Chúa đó, họ không có cần gì phải lo về tài chánh hết á. Mày biết không? Mày biết mấy người hầu về Chúa ở đó hả? Họ có nhiều của cải lắm á, không có lo gì về phụ cấp hết á, tiền lương bổng gì hết á. Kìa kìa, ông nghe, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Con bò nó đứng yên. Cái người này nói tiếp: đó, mày thấy không? Những người hầu về Chúa đi, những cái mục sư cái đó đấy, họ sung sướng lắm nha. Họ không có thiếu tiền đâu. Không có như tao ở đây. Mày thấy không? Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Nó cũng không chạy. Và ông cứ ca tụng cái bài, mà bài ca là những người mục sư mà hầu vị Chúa, có xe, có cổ, có điện thoại, có tivi, có thằng bây giờ là có xe hơi nữa. Nhưng mà nó cũng không chạy. Ông nói, ông cứ thúc giục nó. Sắp hết giờ rồi, chạy đi, nó không chạy. Cho nó quay qua, nó cười với ông cái. Con bà cười đó mà. Dạ, con bà cười. Nhưng mà hết giờ rồi, thua. Người thứ hai ra. Cái người thứ hai này đứng nói với con bò: à, mày biết không, mấy mục sư hầu Chúa ở thành phố đó như vậy đó, nhưng mà tao đây nè khổ lắm. Mày biết không, tao phải Chúa ở đây á hả, phải khổ cực này nha, phải làm lũng này nha, phải đi chân bò này nha, tao phải khổ cực từ sáng cho đến tối nha. Nhưng mà tối hả, nếu mà có cái người nào mà gọi tao đó để mà đi tới nhà họ để mà chở vợ con của họ đi bệnh viện, tao cũng phải đi đó. Mày biết không, đi mà té lên té xuống đó, trời mưa trời gió đó, khổ lắm. Hầu vì Chúa tao không có lương bổng gì hết, mày thấy không? Ông nói: chạy đi. Không, bò nó cũng không có đi. Xong tôi tiếp tục ổng ca nhiều cái bài ca về cái sự khổ cực của cái người hầu vị Chúa ở tại cái chỗ này đó. Mày thấy không, tao đâu có sung sướng gì thế, tao hầu vị Chúa ở đây nhưng mà mày thấy không, khổ lắm. Rồi con bò nó vẫn đứng yên, nhưng thình lình nó quay qua, hai hàng nước mắt nó rớt xuống. Con bò khóc. Rồi thua, tới giờ rồi, hết giờ rồi, thua. Và đến thì cái con bò thứ ba. Cái ông này ông tới, ông kê sát cái lỗ tai, ông nói nhỏ với con bò. Con bò nó vụt chạy một cái, thắng. Quý vị biết tại sao thắng không? Ông tới ông nói với con bò như vậy này: mày có muốn làm mục sư không? Nó chạy mất tiêu rồi. Nó sợ làm mục sư quá, nó chạy mất tiêu luôn. Dạ, thưa quý vị mục sư, làm mục sư dễ hay khó? Làm mục sư sướng hay khổ? Ngày xưa như hôm qua tôi nói rồi, ngày xưa đó, chú mà kêu gọi tôi làm mục sư tôi không chịu. Đây có mục sư nguyên tổng quan nhiệm đây, lên nhà tôi lúc bấy giờ cùng với quý vị trong ban điều hành cũ và hỏi để phỏng vấn. Tôi mới nói là: dạ thưa mục sư, có cái chức vụ nào khác không? Cái chức vụ nào khác không? Thí dụ như đi truyền giáo cũng được, hoặc là làm cái gì khác, thậm chí từ toilet con cũng chịu được. Nhưng mà làm mục sư con không muốn, bởi vì con thấy mục sư khổ lắm. Bố của con, nội con mục sư rồi con thấy khổ lắm. Mục sư phải lăn lộn cái chỗ này chỗ kia, rồi người ta nói này tới kia, mình khổ tâm nữa, mình không được nói lại, vân vân vậy đó, chết nhiều lắm. Mà lúc đó mình chưa chịu chết mà, chưa chịu khổ nữa. Đấy, làm mục sư đâu có sướng khổ. Nhưng mà sau đó khi Chúa đặt để trong lòng một cái sự cứu mang về Chúa, về công việc Chúa và những linh hồn cứu mất, thì mình mới bằng lòng thôi. Mà khổ nhất là gì biết không? Giảng, ngày xưa tôi sợ lắm, sợ giảng lắm. Tôi không muốn giảng. Ngày hôm nay là Chúa huấn luyện rồi mới dám đứng lên đây mới giảng. Chứ soạn bài giảng khổ lắm. Amen, không biết gì một sự.
phải thức đêm hôm, thức khuya. Tín đồ thì họ không biết đâu, họ thấy một sư sướng lắm, mấy một sư ở trên cao không à, mấy một sư ngồi trước không à, cho nên thấy sướng lắm, ai cũng thích làm một sư thế đấy. Nhưng mà đến khi mà giảng vài tháng rồi nha, không còn bài giảng đó, lúc đó cái khổ nó mới biết đó. Cái xác thịt đó, lúc đó cái xác thịt nó biết đó. Thôi thà là đừng làm một sư đi, một thư không có bài giảng là giảng cái gì. Amen không ạ? À? Amen không với một sư. Đấy, cho nên có những người có những cái khổ tâm đấy, khổ như vậy. Trước kia thì tôi nhớ là có một trường hợp tôi dạy cái lớp nào đó, tôi kể cái câu chuyện này nè. Không biết chồng của Mưa là tính gì, quên xin lỗi. Dạ anh, thầy Sen. Không biết thầy Sen đâu có đây hả? Thầy Sen có nuôi bò. Tôi nói với thầy Sen là, thầy nha, về nhà, thầy đừng bao giờ thầy nói với con bò của thầy cái câu đó nha. Nó chạy mất tiêu á. Nó sợ lắm. Nhưng mà chúng ta làm mỗi một người là một mục sư của một. À biết không ạ? Trong cái chương trình R12 là mục sư của một. Tức là mình có thể hướng dẫn người khác là mình mục sư của người đó. Còn cái mục sư mà có trang bày này á, thì nó ở trong vị trí khác rồi. Cho nên xin Chúa cho chúng ta hiểu qua cái câu chuyện này. Chịu khổ trong xác thịt. Tạm thời thôi quý vị ơi. Tạm thời thôi. Nhưng sự vinh hiển và thánh linh của Đức Chúa Trời đậu trên đời sống của chúng ta. Ở trên đời sống của chúng ta. Hallelujah. Bắt tay người bên cạnh hỏi họ. Bằng lòng chịu khổ trong xác thịt không? Hỏi họ có muốn làm mục sư không? Có muốn làm mục sư không? Dạ. Yeah. Chúa ban phước cho thế thầy anh chị em. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.